cho anh Sơn một tràng pháo tay. Rồi chị. Nè, hai mẹ con nhìn đây nè. 1 2 3. Rồi. Làm lại, lột khẩu trang. Bỏ khẩu trang đi. Nè, làm lại. 1 2 3. Rồi. Công ty mai chào các bạn. Rồi, chào em. Đêm đầu tiên ở Vũng Tàu nha cả nhà. Hôm nay quay toàn cảnh cả nhà xem. Mọi người tập trung ở đây để chụp hình lưu niệm. Họ đang đứng ăn tiều rồi nha các bạn. Hello anh Tùng, chào anh Tùng. Quẩy đi anh, quẩy đi. Quy chụp hình ăn ảnh lắm á, đẹp lắm á. Nè, hello hai người đẹp luôn. Tự nhiên đi, hai mẹ con ăn đi. Đây người nào có đi là đều có tên hết nha. Bạn đây con mình đây, rồi với bên xã mình nè.
đặc biệt nhất là cái bản này nha mọi người. Bản này có bao nhiêu người đi là sẽ có tên ở trên đây hết trơn luôn á. Nè, nhìn đây nè Phúc, nhìn đây nè con. 1, 2, 3. Rồi. Nè, 1, 2, 3. Rồi. Nè, 1, 2, 3. Rồi. Công ty Trầm Dương. Nè, 1. Chụp nãy giờ. Nè, 1, 2, 3. Rồi. Vô đó đi, chụp đó nữa đúng không? Rồi đứng ra đi. 1, 2, 3. Rồi. Lên đi. Diễm. Nới ra ngay. Nè nha. 1, 2, 3. Rồi. Ừ. Thôi. Nè. Rồi chưa? 1, 2, 3. Rồi. Em ơi. Mẹ cười cái lên nè. 1, 2, 3. Chụp vào đó nha. Anh tí vlog. Đang chụp vào đó. Mà đó tự nhiên như đây. Chỉ gần 20 năm thôi mà chúng ta đã có một vị thánh giống trong nhà mai của Việt Nam. Tôi xin cảm ơn ngân hàng và xin cảm ơn quý vị. Đó là cái lời tâm sự của một người học lực, là một người đồng nghiệp chung với anh.
Thật sự thì đứng đây ở ngày hôm nay cảm xúc rất là tràn đầy, và chúng ta vừa qua một cái trận đại dịch rất là lớn và mình vẫn còn đây để nói về đức hạnh trong 20 năm. Thật sự thì có những lúc anh Thành cũng có tiền để trả lương cho lính từ thời điểm đầu tiên. Anh có từng đi mượn bạc đóng của người khác để trả lương cho lính mình ở những buổi đầu tiên. Có một lần khách qua đây rồi anh đi chơi với bà Hạ Long, không có tiền đi chơi. Từ đám cưới bà có nhiều vàng ở đây em bán hết. 21 năm trôi qua, thật sự thì có những lúc anh suy nghĩ không hiểu sao mình có thể làm được. Anh làm được cái này từ bao giờ? Sao mình có thể làm được? Lúc đầu tiên mấy anh em cùng nhau lại, anh Thành có 1 tỷ, anh Tùng có 500, và anh Hải có 500. Và đó là tiền mà chúng tôi thành lập cộng đồng Đức Thành cách đây 21 năm. Hôm nay chúng tôi có thể có cả ngàn, thậm chí là 2.000 tỷ. Anh được ăn có nhiều khi anh cũng không hiểu là sao thế nào mà mình có thể làm được như thế. Nhưng cái đó không quan trọng quá. Quan trọng nhất vẫn là anh đang có những đứa em đang ngồi đây, có những người đồng nghiệp đang ngồi đây, và có những nguồn sống mới sẽ tiếp tục trong sự nghiệp của Đức Thành. Cái đó là cái mà anh mơ ước, cũng như là cái khi quay trở về Việt Nam sau 20 năm định cư ở nước ngoài, và cái anh muốn là quay về Việt Nam giúp đỡ người Việt của mình, giúp đỡ chính cái người bản xứ của mình để họ có một cuộc sống tốt hơn. Thật sự thì anh đã làm được rồi, và trong tay trong hệ thống Đức Thành bây giờ ở đó có luôn tập đoàn Malibu luôn, cũng là một trong những thành. Sẽ cố gắng thật nhiều, sẽ cố gắng hết sức có thể trước những cái sóng gió chắc chắn sẽ đập đến tập đoàn trong thời gian ngắn. Xã hội rất khó khăn, kinh tế toàn cầu đang lạm phát, cuộc sống của mọi người trên thế giới đều đang rất khó khăn. Tập đoàn của chúng ta không thể nào nằm ngoài cái luồng chảy này được. Nhưng mà hy vọng ơn trên sẽ phù hộ cho tập đoàn mình có thể có công việc ổn định, người em có thể có thu nhập ổn định để có thể tiếp tục cho gia đình, nuôi sống gia đình của mình. Hôm nay kỷ niệm Đức Thành 20 năm. Thật sự thì trong lòng anh có một số người anh rất muốn cảm ơn. Qua cái trận dịch của năm rồi, có một số thành viên đóng góp. Anh không bao giờ cho họ biết là trong thầm tâm anh cảm ơn họ rất nhiều. Nhưng mà có một đội ngũ, một số người anh Thành rất là cảm ơn dưới tư cách của một cá nhân, tư cách của một người anh và một người điều hành tập đoàn, thì anh rất là cảm ơn. Thì trong lúc này, thứ nhất, vinh danh người đầu tiên để được mời lên sân khấu, và anh Thành sẽ tặng một bó hoa, và sau đó là cho người đó có quyền một lần được mơ ước muốn anh làm cái gì. Một lần thì chút xíu nữa mình sẽ vinh danh từng người một. Ok, đúng ra thì anh có anh Hải ở đây, anh Hải cũng phải lên đây. Nhưng mà tại vì bữa nay anh Hải không có mặt. Anh thử là người thứ nhất được chọn là đồng chí Nguyễn Phước Sơn. Ok. Cái thời dịch cố gắng công việc. Ok, anh em kiểu cho Sơn một tràng pháo tay. Ok, cảm ơn em.
ty của chúng tôi có làm ba thầy rồi. Và những người đang ngồi đây hình như là ở trong cái giai đoạn ba thầy chỗ, có đúng không biết? Đúng. Ok. Thần tử Đức Thần Hai thì Sơn cũng sát cánh được, sát cánh với lời nhân viên, sát cánh với lời lĩnh của mình để mà điều hành lĩnh của mình trong cái thời gian đó, cũng không ngại là mình có bị bệnh hay không. Thần tử đó là lý do tại sao anh Thành gửi một lời cảm ơn chân thành đến Sơn là đã làm việc với Đức Thành bằng cả một cái tâm huyết của mình. Ok. Người muốn cảm ơn thứ hai là anh Đồng Thành Kiên Cân. Ok, giám đốc Đức Thành. Ok, trong thời dịch cũng giúp đỡ. Cảm ơn. Trong lúc dịch mấy chúng tôi làm thì có những lúc á, nên nó phải chạy xe hơi, nó đóng nhân viên rồi phải đứng đợi ở chỗ đó, tại lúc đó người ta không có cho mình ra ngoài đường. Mình đứng chạy tới chỗ này đón một người, cái chạy tới chỗ kia đón một người. Bữa nay thì mình làm, cái ngày mai bác mày ơi mình có làm không? Tại vì người ta không có cho mình làm. Nhưng mà nói thôi con, bây giờ mình đánh bài luôn đi. Tới giờ là sao? Thành tựu thôi thì lại nhốt nhân viên của mình ở trong công ty. Ok, rồi ở lại đó, thành tựu anh cảm nhận được là anh có mang ơn tụi em. Thành tựu rằng kỷ niệm 20 năm anh muốn mời tụi em đi chơi. Thứ nhất là cho tụi em trải nghiệm khách sạn, rồi mình ăn uống, rồi mình đi chùa, rồi mình được nghe pháp. Thành tựu có nhớ con như một lời tri ân mà trả lại cho mấy đứa tụi em. Yeah. Ok, đồng chí đi kế tiếp là đồng chí rất là đẹp gái, tên là Thảo. Ok, cũng liền mình nghĩ là và cũng giống vậy, cũng ở lại với công nhân lao động ở ba tại chỗ và không có ngại. Thì đây là cái người điều hành. Mình còn có Son, giám đốc Son, nhưng mà giám đốc Son không có làm ở trong lúc ba tại chỗ. Thành thử quy trình này anh không thể mời giám đốc Son được. I'm sorry. Ok, cho Son mình có tay. Có một cái đội ngũ khoảng 17 người và có một người hy sinh căn nhà của họ để soạn thuốc cho lính công nhân của Đức Thành uống. Mình có khoảng 10 người và chọn thuốc mỗi ngày cứ là gói ra khoảng chừng mấy trăm liều thuốc để đưa cho nhân viên của mình uống và toàn xã hội luôn, chứ không phải nói riêng về nhân viên của Đức Thành không. Đức Thành mình thì có thể khoảng 3-4 ngàn người thôi uống vì có cần thuốc thôi, nhưng mà xã hội người thân của họ nhiều lắm. Thành tựu anh làm tới 10 ngàn thậm chí là 20 ngàn liều thuốc để có thể giúp đỡ cho thân nhân của họ. Thành tựu anh muốn mời Miss Định cho đóng gói thuốc để phục vụ cho tập đoàn. Thành tựu thay mặt cho tập đoàn Đức Thành
gửi lời cảm ơn sâu sắc đến em. Ok. Tiếp theo thì có ba đứa người nữa, anh mời một lúc luôn để thời gian cho em đỡ buồn. Anh tự ra sợ cho em đỡ buồn. Chúng ta mời anh Chánh, trưởng phòng hành chính của Đức Thành 1, mời trưởng phòng hành chính của Đức Thành 2, mời trưởng phòng hành chính của Đức Thành 3, mời luôn trưởng phòng hành chính của công ty Mai Thành Trực. Vui lắm, hôm nay rất là vui, tụi em đã đi rất là đầy đủ